Hello, xin chào các anh nhé. Hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn mọi người tách cái tính năng nhảy và trêu trên cái con Ninja 4 anh em nhé. Ở đây là của em là iPad Pro 1 đã ra Black máy nhá. Anh em nào muốn mua iPad Pro ra Black máy thì liên hệ bên em nhé. Bên em có rất là nhiều máy nhá và cung cấp cả Ninja 4 GT2 các kiểu bán phím bắt chuột nhá. Là bộ phụ kiện chơi game của em nhé. Rồi, đầu tiên thì anh em có nhìn thấy ở đây nó hiện lên cái nút trêu này, thì em ấn cái nút nhảy này, đó thì nó sẽ không trêu nhé. Ấn cái nhả ra nó sẽ nhảy bình thường thôi, nó sẽ không trêu nhá. Đó anh em thấy chưa? Đó. Đó. Ok chưa? Và em sẽ nhấn giữ này, nó sẽ trêu này. Đó, rất là ngon anh em nhá. Ok, bây giờ em sẽ đi vào hướng dẫn cho mọi người nhá. Đầu tiên thì em sẽ xóa bỏ cái phím máy map nhá. Đó, anh em nhìn thấy nhá. Em sẽ xóa bỏ nhá. Đó, ok chưa? Đây là cái phím cách bình thường này. Đó, em sẽ xóa luôn nhá. Và anh em sẽ cần phải vào cho em cái phần cài đặt ấy mọi người, và mọi người bật cho em nhá. Bình thường em để thế này thì nó sẽ không có cái trèo nhá. Đó anh em thấy không? Thì nó sẽ gộp trèo với nhảy vào nhá. Và bây giờ anh em chỉ cần vào cho em cài đặt này. Em bật cho em cái nhảy và trèo tách biệt ra nhá. Và anh em nhớ nhá. Và vào kéo cho em nó dịch lên trên cái nút nhảy này một chút nhá, hoặc em có thể kéo sang một cái vị trí nào cũng được nhá, nhưng mà ở đây em để như thế này nhá, anh em có thể tham khảo nhá. Ok chưa? Rồi, tiếp theo anh em sẽ mở cho em cái logo mắc phím lên này, và mọi người sẽ dí vào màn hình cho em nhá. Kích đút vào đây nhá, và anh em chọn cho em cái ô đầu tiên này và chọn vào đây. Đó, chấn cho em cái ô cách nhá. Rồi ok, tiếp theo anh em sẽ chọn cho em vào cái ô cho Trung Quốc này này. Đó, và để cho em là thông số là 50 nhá. Rồi xong, anh em sẽ kéo một nút vào cái ô nhảy bình thường nhá. Đó, ok chưa? Tiếp theo anh em sẽ dí vào màn hình và kích đút vào đây, chọn cho em cái ô đầu tiên này này. Tiếp theo chọn vào đây, chọn cho em bộ cách nhé, và bật cho em cái ô này lên nha. Đó, cái ô này này bật lên cho em nhé, vẫn cái để cái ô chữ Trung Quốc này nhé, và để cho em thông số nó khoảng là 150 nhá. Anh em cái này anh em tùy chỉnh thôi cái thời gian nhấn giữ để nó hoạt động cái phím này nhé. Đó, còn anh em để cái thời gian nhấn giữ càng lâu thì là nó sẽ hoạt động nó càng lâu nhá, và nó sẽ delay nó càng cao. Đó thì anh em cứ để khoảng 150, ở đây máy em để 150 thì em test nó cũng khá là ok nhá. Rồi xong anh em sẽ kéo cho em vào ô trèo nhá. Đó ok chưa? Một nút nhảy là ô thường này, còn nút ở trên nhấn giữ là ô trèo này. Rồi xong anh em nhấn lưu lại thôi. Và bây giờ anh em muốn nhảy đúng không? Ấn nút nhảy thôi. Đó thì nó sẽ hơi bị delay nhẹ một chút anh em nhé, khi anh em ấn cái nút nhảy này. Đó thì nó hơi bị delay nhẹ một chút, nó không kiểu mượt như là chúng ta để gộp đâu. Để gộp thì em cảm giác nó sẽ mượt mà hơn, nhưng mà khi chúng ta để này nó sẽ hơi bị delay một chút nha. Đó anh em thấy không? Thì chúng ta ấn thế này, đó sẽ nó chỉ nhảy bình thường thôi anh em nhé. Đó anh em thấy chưa? Nó chỉ nhảy bình thường thôi. Đó. Ok chưa? Ấn này. Đó. Đó, chỉ nhảy bình thường thôi anh em nhé. Đó, ok chưa? Còn em muốn trèo của nhấn giữ đây. Đó, ok chưa? Nhấn giữ là sẽ trèo nha. Đó, rất là ok anh em nhé. Đó, ok chưa? Nhấn giữ cái trèo này. Anh em đi gần tường này, nhấn giữ sẽ trèo này, còn đâu xa tường thì ấn nhảy này, nó sẽ nhảy rồi nhá. Đó, nhưng mà khi anh em ấn cái nhả ra nút nhảy này, nó cảm giác nó kiểu hơi bị delay, nó không được kiểu mượt mà cho làm anh em. Đó thì anh em cứ test thôi, nếu mà ngon thì anh em để, không ngon thì anh em sẽ đưa về cái cũ nhá. Đó, ok chưa? Đây là cái tính năng nhảy trèo nhá. Đó, ok. Nếu mà anh em cảm thấy nó không được ok, không được ngon ấy thì mọi người có thể đưa về cái cũ nhá và tắt cái nhảy trèo ấy này. Đó, ok chưa? Và xóa cho em. Xóa cho em hai cái nút nhảy nhá. Đó, ok, và mark cho em cái nút nhảy khác thôi là được đây. Đó, ok, để mặc định hết nhá. Rồi, xong, kéo vào nút nhảy rồi. Đó, ok, bình thường nhảy như này đúng không? Đó. Nhảy như này thì nó sẽ mượt hơn nhá. Đó, ok chưa? Nhảy em chẳng nếu mà để gộp như này em cảm giác nhảy nó mượt hơn anh em ạ. Đó, cái này tùy anh em nhá. Đặt hàng bàn phím vào chuột của FT3 nhá. Ở đây em có hàn vào cái arm này, đó anh em thấy không? Hàn cái giá đỡ này vào cái arm nhá, rất là tiện anh em ơi. Đó, bình thường chơi game thì em sẽ đưa cái arm này nó gần vào mắt như này này. Đó, chơi thì cực kỳ nhìn địch cực kỳ sướng luôn anh em nhé, giống như kiểu mấy cái cao thủ CS:GO anh em. Và bàn phím chuột thì em sẽ để ở dưới này. Đó, bàn phím chuột thì em sẽ để dưới đây. Nó sẽ không có bị vướng ấy mọi người. Đó, rất là tiện nhá. Đó, chơi xong thì em sẽ bỏ sang bên này để làm việc máy tính nhá, bàn phím chuột bỏ sang bên này nhá. Và có thể làm việc máy tính nhá. Rất là tiện anh em ơi.